Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã và đang tạo một cú hích lớn cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. Do vậy, việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ CPTPP đòi hỏi phải được triển khai quyết liệt. CPTPP có hiệu lực, mức thuế được giảm, tính cạnh tranh của hàng Việt Nam cao hơn và điều cần thay đổi là đa dạng hoạt động, kết hợp xúc tiến thương mại truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong marketing, xuất khẩu và thương mại điện tử. Đây cũng là con đường xuất khẩu bền vững mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Khi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Việt Nam phải thực thi các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ, cơ chế giải quyết tranh chấp mang tính ràng buộc và chặt chẽ, yêu cầu tính minh bạch cao. Không dừng lại ở đó, CPTPP còn tạo ra sự cạnh tranh lớn, gay gắt trong và ngoài khối về sản phẩm doanh nghiệp và quốc gia. Điều này buộc doanh nghiệp phải có sự thay đổi để tham gia sân chơi toàn cầu. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA giúp mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các sản phẩm là thế mạnh. Tuy nhiên, các thách thức đặt ra cũng ngày càng lớn, nhất là hàng hóa trong nước phải cạnh tranh với hàng nhập ngoại ngay trên sân nhà. Cùng với đó, hàng xuất khẩu phải đối mặt với nhiều rào cản phi thuế quan do các nước đặt ra. Một trong những cái mà chúng tôi đánh giá là khó khăn nhất mà nó vẫn chưa đẩy mạnh được mà cái tỷ trọng xuất khẩu của May 10 chúng tôi vào cái khối nước CPTPP chính là cái nút thắt về cái nguồn nguyên liệu và quy tắc xuất xứ. Tuy nhiên thì với cái nút thắt này nó có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn thì chính cái nút thắt này cũng sẽ là một cái động lực để mà May 10 sẽ thiết lập cái chuỗi cung ứng để đảm bảo cái xuất xứ nguyên liệu từ sợi, cũng như là các cái nhà đầu tư nước ngoài hoặc là nhà đầu tư trong nước có thể mở rộng cái lĩnh vực sợi dệt nhuộm để chúng ta có một cái xuất xứ hoàn chỉnh từ khâu sợi cho đến khâu sản phẩm may mặc cuối cùng để xuất khẩu vào và hưởng cái ưu đãi của các nước là thành viên CPTPP. Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần đáng kể cho tăng trưởng và mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần xây dựng thương hiệu hình ảnh quốc gia trên thế giới. Để duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở mức 5-10% trong giai đoạn 2021-2025, góp phần phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các FTA khác, Bộ Công Thương khuyến khích hoạt động xúc tiến xuất khẩu cần tập trung ở các nhóm ngành hàng chủ lực. Về thị trường trọng điểm, Việt Nam sẽ tập trung xúc tiến tại các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và thị trường các nước đối tác mà ta đã ký kết hiệp định thương mại tự do như EU, Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, đồng thời khai thác các thị trường mới ở Trung Đông, Châu Phi. Trong cái hoạt động xúc tiến thương mại đối với lại cái khu vực thị trường CPTPP mà chúng tôi xác định ra trong cái bản đề án đó mà đã được thực hiện xuyên suốt từ giữa năm 2020 đến nay đó, là tăng cường cái hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nền tảng nhằm nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, năng lực cạnh tranh cho hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh cái hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào trong hoạt động xúc tiến thương mại, phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại với các bộ ngành, với các hiệp hội ngành hàng, đa dạng hóa các cái hoạt động xúc tiến thương mại cho phù hợp hơn với lại từng cái đối tượng, phù hợp hơn với lại từng cái nhóm hàng, ngành hàng. Hơn 2 năm qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền phổ biến về hiệp định CPTPP. Thông tư của Bộ Công Thương quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo hiệp định CPTPP cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Đến nay đã có hàng trăm doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được phổ biến tập huấn kiến thức thực thi hiệp định CPTPP, nghiệp vụ khai mẫu form CO để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa vào các nước thành viên hiệp định CPTPP. Ngoài ra, các sở công thương cũng làm tốt công tác giám sát, dự báo về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, thiết lập đầu mối thông tin, sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phát triển. Để đưa được sản phẩm của Lào Cai vào những thị trường này thì ngay từ bây giờ khi bắt đầu điều chỉnh hoạt động sản xuất thì chúng tôi cũng sẽ hoạt động cái xúc tiến cái hoạt động thương mại, và đặc biệt là trong cái từ nay đến cuối năm ấy, thì Lào Cai sẽ triển khai hàng loạt những cái hoạt động xúc tiến thương mại và mang tính là định hướng cũng như là cái nghiên cứu tìm hiểu thị trường cho các cơ sở sản xuất. Chúng tôi sẽ
phối hợp cùng với lại cái hệ thống xúc tiến thương mại theo chỉ đạo của Cục Xúc tiến Thương mại cũng như là cái hệ thống xúc tiến địa phương, thế rồi là các cái cơ quan tham tán thương vụ của Việt Nam ở các nước để tìm hiểu thông tin, đề nghị cung cấp và truyền đạt những thông tin đó đến các cơ sở xuất, đến bà con nông dân. Trong CPTPP thì có Canada, Chile và Úc, New Zealand là những nước mà Việt Nam nhập khẩu gỗ. Từ khi mà có cái hiệp định CPTPP đó thì ở vai trò hiệp hội đó thì chúng tôi đã làm việc với thương vụ của Việt Nam tại Canada rất là nhiều lần. Đây cũng là một cái điều thuận lợi. Và với những cái hội thảo kết nối giao thương trực tuyến như vậy đó thì cũng tạo được một số các cái kết nối và cũng có một số đơn hàng cụ thể. Thời gian qua do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã rất tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các diễn đàn trực tiếp và những buổi kết nối giao thương trực tuyến để giúp các doanh nghiệp có thể tìm được bạn hàng, đối tác thông qua môi trường mạng. Để giải quyết khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là thiếu thông tin, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới VKB thiết lập và vận hành cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có hiệp định CPTPP tại địa chỉ fta.moit.gov.vn. Bộ Công Thương cũng tích cực phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc đàm phán mở cửa thị trường về mặt kỹ thuật để giúp cho các sản phẩm nông sản, đặc biệt là trái cây, có thể thâm nhập được vào thị trường của các nước CPTPP. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục đổi mới các hình thức về xúc tiến thương mại để giúp doanh nghiệp có thể đạt được những hiệu quả xúc tiến cũng như mở rộng tầm với của doanh nghiệp vươn đến các thị trường khác trong CPTPP trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường.